Gần đây, chúng tôi tổng hợp những giải đấu thể thao hài hước độc đáo và khó đỡ nhất trên thế giới. Cờ vua quyền Anh, đấu vật bằng ngón chân, vác vợ, vừa leo núi, vừa ủi quần áo. Đây được đánh giá là những môn thể thao kỳ lạ nhất nhưng lại rất vui nhộn, mang lại rất nhiều tiếng cười cho mọi người. Có nhiều môn dù đã rất khó tin nhưng có tổ chức liên đoàn hẳn hoi và có cả giải vô địch thế giới. 1. Vác vợ. Đây hẳn là giải đấu thể thao được các phụ nữ ủng hộ nhất trên thế giới. Nhưng để tham dự giải đấu, các đấng phu quân đòi hỏi phải rất khỏe mạnh vì họ phải vác vợ mình lên lưng và chạy qua các chướng ngại vật khác nhau. Hiện tại mỗi năm trên thế giới đều có những giải đấu vác vợ và có cả giải vô địch thế giới. 2. Cờ vua quyền Anh. Nghe có vẻ hơi nghịch lý vì cờ vua đòi hỏi khả năng vận dụng trí óc, còn quyền Anh thì phụ thuộc nhiều vào sức mạnh của cơ bắp. Nhưng với sự tưởng tượng không có giới hạn, người ta đã sáng tạo ra một môn thể thao kết hợp giữa cờ vua với quyền Anh. Giải đấu có tất cả 11 vòng thi, các thí sinh phải mặc đồ đấm bốc và thực hiện những cú đấm trên sàn đấu. Khi hết vòng đấu, họ sẽ ngay lập tức chuyển sang chơi cờ vua với đối thủ. Ai có thể hạ gục đối thủ của họ trên sàn đấu quyền Anh hoặc thắng đấu cờ sẽ là người chiến thắng. 3. Cuộn format. Môn thể thao này cũng được tổ chức hàng năm tại đồi Copper của Anh. Ban tổ chức sẽ cuộn tròn miếng format rồi thả lăn xuống đồi. Người chơi sẽ phải lăn lê bò trường làm sao càng nhanh càng tốt và ai đến chân đồi trước sẽ giành chức vô địch. 4. Ủi đồ ở những vị trí khó tin nhất. Ủi đồ vốn là công việc thường ngày của tất cả các gia đình nhưng thật khó tin khi nó trở thành một môn thể thao và tranh chức vô địch hẳn hoi. Trong môn thể thao này, người chiến thắng là người ủi thành công quần áo với những bước di chuyển khó nhất và ủi hoàn chỉnh nhất. Người dự thi phải vừa giữ thăng bằng vừa ủi đồ đặt trên các tảng đá hoặc ở các vị trí thật khó như treo leo trên sườn đồi hoặc trồng cây chuối ủi đồ. 5. Ném trứng. Trứng gà không chỉ để ăn mà còn có thể ném và chơi thể thao. Môn thể thao này còn có cả liên đoàn ném trứng quốc tế. Giải vô địch thế giới ném trứng mỗi năm sẽ quy tụ hơn 1.000 thí sinh. Ở giải đấu, các vận động viên sẽ tham dự các phần thi như bắt quả trứng do người khác ném từ xa để làm sao quả trứng không bị vỡ là thắng. Hoặc chơi theo kiểu đối đầu một chọi một là mỗi người chơi sẽ lần lượt lấy trứng đập vào đầu mình và quả trứng của ai bị vỡ sẽ thua. 6. Đấu vật bằng ngón chân. Đấu vật ngón chân là môn thể thao phỏng theo đấu vật nhưng chỉ sử dụng ngón chân cái để chơi. Các quy tắc rất đơn giản, thí sinh sẽ đặt chân của họ vào nhau và cố gắng khóa ngón chân của đối thủ cạnh tranh và người nào khóa được ngón chân của đối phương trước là người chiến thắng. 7. Ném cá ngừ. Ném cá ngừ ra đời ở Úc và quy tắc chẳng khác nào môn ném búa. Các vận động viên tham dự sẽ ném một con cá ngừ nặng khoảng 9kg càng xa càng tốt và người ném được xa nhất sẽ chiến thắng. 8. Nhìn ảnh người yêu cũ. Cuộc thi này được dân làng ở Magelan của Indonesia tổ chức. Quy tắc nhìn người yêu cũ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó thực hiện. Các thí sinh phải ngồi nhìn bức ảnh của người yêu cũ càng lâu càng tốt, không khóc và không nhìn đi chỗ khác. Người nào nhìn ảnh người yêu cũ lâu nhất sẽ thắng. 9. Giữ thể diện. Luật chơi của môn thể thao này không phức tạp vì các thí sinh cố gắng giữ khuôn mặt của mình sao thật hài hước và chiếm được cảm tình của ban giám khảo. Hài hước nhất thì sẽ chiến thắng. 4. Ngoài những môn thể thao nói trên, còn 4 môn khác cũng độc lạ chẳng kém là chó khiêu vũ, chạy đua marathon với ngựa, nhữ dung hay botai chi của Nhật Bản. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.